Của ai vậy? Của anh Khoa đi học, của anh Khoa đi học. Của anh Khoa đi học, con gọi chưa? Dậy chưa? Đây. Chào cô chú ơi. Bắn nè. Trời, của anh Khoa, cất cho anh Khoa đi. Danh sách con Khoa ớt ảnh. Trời ơi. Đã vậy? Dạ, chào, chào cô chú đi. Chào cô chú, sẽ chịu buổi sáng vui vẻ. Chào cô chú, sẽ chịu buổi sáng vui vẻ. Rồi đi thôi, let's go. Let's go. Đi hả? Ừ. Gì nè? À, con ăn gì? Ăn ăn gì? Ăn gì mới? Đây 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 đây, rồi. Ăn xúc xích. Cầm vô bánh mì với ấy cho anh Khoa anh đeo coi, cặp ảnh nặng quá trời. Con ăn cay xúc xích. Đeo lớn không nổi luôn. Con ăn cay xúc xích đi nè. Cay xúc xích đi nè. Uống sữa thôi. Nha. Ok. Con ăn xúc xích đi nè. Ok, bye bye. Bye bye. Ăn xong rồi đi. Ăn xong rồi uống sữa rồi lên. Ăn xong rồi vừa lên uống sữa. Rồi. Ừ. Rồi. Anh lên. Đâu sữa đâu? Chở cho. Ừ. Mua trà sò chanh dây uống. Đồ này lúc trước vắng xe lắm mọi người, mà không biết sao tự nhiên giờ nó thấy nó đông nha. Lúc trước vắng xe lắm. Rồi em mở cửa lấy thuốc mọi người ơi. Em đặt thuốc. Không cảm nha em. Dạ buổi sáng em nay đóng cửa. Đầu giờ chiều chắc mới mở cửa anh. Đúng dạ. Vị đúng tên rồi. Mà thấy đóng cửa em có nói chị trước buổi sáng. Em tưởng đâu ship bằng cái kia chứ đâu có nghĩ anh chạy xe lên đâu. Dạ. Chị có kêu anh cầm cái mâm với lại cái xe không anh? Dạ dạ. Ok. À, lấy thuốc nhậm cho em Thùy với lại em luôn mọi người. Hai chị em lấy chung luôn sẵn chén. Ok. Rồi. Rồi. Cho em tháo chiếc xe nhỏ đẩy. Dễ chạy đúng không anh? À, đường dễ đi mà đúng không? Đây sướng cái mồ. Đi đây còn sướng hơn đi dễ ăn. Dạ. Okay. Tên này bạn bè nhiều lắm. Dạ.
Nên nó chợ ngay ở đây, vòng vòng đây bạn bè đầy nhóc nên nó chơi suốt, thằng nào cũng giàu hết. Anh cũng giàu quá trời. Ờ, giàu gì? Đây, đây thấy nó phải không? Đây mà nó làm mấy năm nó làm đất đây thẳng ngon lắm. Mấy năm trước thôi anh ha. Đất 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 đây nó nhiều lắm. Dạ. Để em đẩy vô đây coi vừa. Dạ, ok. Vừa thì nó hơi có đẹp, nếu mà tháo cái thông ra đẩy cái ghế. Anh ghi, kéo cái ghế xích qua chứ. Miếng nữa anh. Ok. Ờ chắc vậy chắc tháo phải tháo. Tháo cái thông ra cái ghế. Tháo cái thông ra cho. Được rồi. Được rồi, anh đừng đẩy lại. Đừng đẩy lại tại em cũng kéo ra kéo vô. Ok. Rồi. Chuyển khoản. Khoảng luôn hả? Dạ. Còn cái này bỏ vừa không ta? Vừa, kéo ra tí ra vừa. Vừa, cái này nó bằng dung, nó không giãn ra mà. Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh lấy cái thùng đó anh để ngoài gốc cây cho em luôn đi. Cho bà. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ. Em lấy thuốc với em với em Thùy nha mọi người. Với lại em mua cái đồ bọc ghế này nữa. Chiếc này nhỏ chắc em gỡ cái này ra quá. Cái này em nghĩ chắc em gỡ ra. Còn. Đó, vậy nó vừa hơn. Để thử nó. Thì em gói thêm một đơn hàng nữa nha mọi người. À, sáng giờ thì em chốt được là 3 đơn nữa nha mọi người. Hôm nay em cũng có mở cửa, em vừa mới xuống dưới nhận thuốc cho em Bình nè. Xong rồi em đóng cửa tiếp em lên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho thoải mái mọi người ơi. Chiều nay em sẽ chiều nay mới mở cửa mọi người, giờ buổi ban ngày cũng mở cửa. Giờ em sẽ đi lên trên chỗ giao hàng mọi người. Em có một cái đơn, có đơn của các em này, đó là một combo kem dâm nhục với sữa rửa mặt. Em đó kêu là em đó muốn em giao trực tiếp trên đó. Hiện nay giao ở ngã tư Đất Ngọc, giao chiều hôm nay chứ em đó không muốn giao ngày mai á. Là giờ em lên trên đó em sẽ giống như là cho chị đó làm ghi rồi dán mã rồi này kia nọ, là giống như một quá trình đi giao hàng vậy đó. Xong rồi em sẽ nhận hàng, xong rồi chiều em sẽ lấy cái đơn hàng này em giao cho em đó, em lấy tiền lại nha mọi người. Còn bây giờ thì em sẽ tạo cái đơn này nha. Cái đơn này là của em trời em đi, giờ này nó nắng kinh khủng luôn mọi người. Còn áo dài tay mà nó cũng nó chỉ về cái hơi nắng nó bốc vô luôn á, ghê thiệt. Mua ly nước cam về uống mọi người. Em tí nữa em sẽ đi đóng tiền học cho Su ở cho nè chứ. Hôm nay ngày 11 rồi, ngày 12 là ngày mai hết hạn rồi. Sẵn đến trường của Na đóng tiền học cho Na luôn mọi người ơi, chứ em sợ chiều em quên. Mấy nay chiều chị Chi đi rước nữa. Quên ngày mai hết hạn rồi mất công. Ghé một chút đóng. Em chuyển xong rồi chị. Nhớ mua bún đậu mắm tôm về ăn.
Ôi nắng dữ ta, đậu xe rồi đó nắng quá. Mua dưa hấu về ăn. Tin tưởng anh đó. Ê luôn mẹ. Ok. Anh cùng chị lên với bạn dưa hấu đó. Mua cái sò về để dành ăn đó. Cái chim đá trượt xấu có thể có ok lắm. Lời của chuyên chí đi bắt đầu rồi. Làm cái sò này. Đây. Cuối cùng thì em cũng đã về tới. Xử thôi. Ủ lên phơi đồ rồi mọi người. Giờ em sẽ vô cắt ghép video nha mọi người. Nói nghỉ ngơi chứ không có nghỉ được đâu. Chạy rước su rồi mọi người. Mà giờ chị hai kêu đi đón thêm Khoa nữa. Su chạy vô su. Su đi kiếm Khoa rồi. Trời không biết Khoa đứng đâu luôn á trời. Su đi vô nãy giờ luôn chưa. Vô gặp trời anh hai anh rước rồi vậy mà. Bà Chi kêu đi rước làm. Ủa su đâu ta. Su su về. Vũ hai rước rồi. Mệt ghê á, rước rồi mà nãy giờ không chịu điện. Làm đợi cả buổi đó trời luôn. Đi qua rước em Khoa, em nè. Nãy đi lên lầu kiếm luôn. Vậy hả? Tôi chạy Su rước nè. Na bận đồ màu xanh đó, nhìn nó. Nhìn nó lùng lùng mà mập mà. Quên đem dép rồi, nhanh lên. Nhanh lên, về ăn bún mà. Về ăn bún đi, nhanh lên. Hả? Đem lên. Con cho hồ bơi. Hồ bơi hồi nào? Hồ bơi. Trời ơi. Đi đâu? Con đi hồ bơi. Ai biểu? Ai nói? Cho hồ bơi nhảy thôi. Trời ơi. Rồi xong nay về tới nhà. Đó hả? Ờ ăn đi, ăn không? Su Na có ăn không? Cho Na ăn. Ăn ăn nha lên. Nè chỗ đó nè. Ờ. Nè ăn xong rồi. Cho Su Na ở nhà ăn, giờ em đi giao kem mọi người. Giao cái hộp kem, một cái combo cho các em đó. Rồi. Hai đứa. Ok. Ok, càng tốt. Làm công ty nào vậy? Làm công ty Atago. À Atago, à, biết chị Ly không? Không không biết, không biết bộ phận nào. Nhiều quá em cũng không làm đâu. Vậy hả? À vì vì à vì tin banh. Đi mua nước lau kiếm. Ê, ơi, trời ơi, mày coi ơi, nó trộm. Nó bán buôn như vậy đó, mình lên phải. Cũng má không ra phụ thôi, chứ tới thèm ra phụ, thèm tán đầu chết mẹ mày. Tán liền, chửi, chửi xong là không được, phải tán thiệt mới được. Quỷ thiệt chứ. Không một đứa nào biết được cái gì. Ủa sao mấy bữa nay sáng chị Út không mà không bán đồ sáng chị Út? Là không có. Vậy hả? Có một mình nè. Bé bầu kia đâu? Con bầu thôi, có đó như không? Nó mệt đúng không? Nó sắp đẻ rồi, nó mệt hả?
kho chỉ lớn thì ok. Rồi chị Su đi mua nước ngọt rồi. Con lấy mũ. Nào uống nước này nha. Con lấy mũ. Ăn xong rồi, giờ thì vô đây nằm chơi nghỉ ngơi xíu cho mọi người. Xong qua bọn em cắt ghép video. Su thì qua bên kia học bài, Na thì đến đây cho coi TV cho mọi người. Nè chúc cô chú ngủ ngon đây nè. Chúc cô chú các chị ngủ ngon. Bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon nha. Tí nữa em qua bển em like với em cắt ghép video nha mọi người. Nằm đây xíu với Su với Na. Ở với Na thôi, Su bên kia học bài rồi. Nằm ghế massage, sao? Ê Su nhảy. Su nhảy nè, nhảy đi, nhảy chung với Su. Su bên đây biết rồi đấy nè. Su cho em nhảy với Su. Su cho Na nhảy mà, biểu Na đứng ở xa chơi. Ủa, không mặc áo. Chị Su. Không mặc áo. Tự nhiên cái không mặc áo. Tự nhiên không mặc áo sao nhảy? Thấy người ta bằng đồ sao vậy Su? Ở đây thấy mấy nhỏ mặc áo phòng mấy mọi người chứ không giờ nó không đập, nó đòi không mặc áo mọi người thấy nó ghê không? Ok, em vừa mới chốt xong được hai đơn đó nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng và ủng hộ kem của em nha. Em vừa mới like xong. Em vừa mới gói hàng luôn. À, nhờ mọi người ủng hộ mà hôm nay em gần hết nguyên một ô mọi người. Em nhập lần này 8 ô nha mọi người, mới chuẩn bị hết một ô à. Có 2 ngày thôi á. 2 ngày mà đi gần 20 đơn á mọi người. Chắc 20 đơn quá. Hôm qua với hôm nay nữa chắc cộng thêm 2 đơn này chắc gần 20 đơn á. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye mọi người.